Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Này, nơi này có thực sự là Tiểu Quỳnh Phong mà lão đạo ta quen thuộc hay không? Bên ngoài đan phòng bị vây trong một chỗ khốn trận, tiên nhân mới nhất của độ tiên môn Tề Nguyên đạo trưởng ánh mắt ngơ ngác, đạo bào sộc sạch đang mờ mịt luống cuống nhìn ba con đường nhỏ trước mặt. Suốt mấy ngày qua Tề Nguyên đi mãi không ra khỏi khốn trận này, mặc dù lão đạo trước đây cũng hao tổn rất nhiều năm tháng nghiên cứu trận pháp nhưng trình độ vẫn hết sức có hạn. Dù sao trong suốt mấy trăm năm tu hành, đại đa số thời gian Tề Nguyên đều dùng vào việc tu bổ đạo cơ. Mà với việc nghiên cứu trận pháp cũng chỉ cầm trận đồ sắp xếp mấy lần, nhớ kỹ cách bố trí coi như là lĩnh hội tiểu thành có thể chấp nhận được. Cho nên khi lão đối mặt với mê khốn liên hoàn trận. Đây là trận pháp do vị cao nhân nào bày ra ngay tại Tiểu Quỳnh Phong ta? Chuyện này có tính toán và mục đích gì? Tề Nguyên lão đạo vừa lẩm bẩm vừa cưỡng ép nhớ lại lộ tuyến mình vừa vòng quanh trước đây. Hốt hoảng, lo lắng, trong lúc Tề Nguyên đang đi loạn, cuối cùng lại tìm được một con đường mới có vẻ khác biệt. Phía trước con đường không có ngã rẽ, hai bên là rừng cây xanh tươi tốt, xung quanh không có sương mù mê hoặc thường thấy, cảnh sắc có vẻ hết sức bình thường. Tề Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến tới, lần này lão đạo rất nhanh đã có phát hiện mới. Một tấm bảng gỗ nhỏ treo ở trên cây phía trước, trên đó viết ba chữ to, lạc đường hả? Tề Nguyên vô thức gật đầu, sau đó liền run run nhìn kỹ tấm bảng gỗ trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nét chữ này vì sao lại có vẻ quen thuộc như thế? Tề Nguyên lão đạo nhìn chăm chăm vào tấm bảng gỗ hồi lâu, lại thấy gốc cây phía sau cũng có treo một tấm bảng gỗ khác. Lão cẩn thận đi về trước hai bước, thấy cảnh sắc xung quanh dường như có chút biến hóa, nhưng tấm bảng gỗ thứ hai vẫn treo ở trên cây đó. Trên tấm bảng này cũng có viết chữ, đạo hữu đến Tiểu Quỳnh Phong, có việc gì? Nhà bán đạo ở chỗ này! Tề Nguyên tức giận quát lớn một tiếng, nhưng hai tay lại run rẩy không kiềm chế được. Chẳng lẽ đây là khe hở dòng thời gian trong truyền thuyết? Theo truyền thuyết thượng cổ, có sinh linh tiên thiên bước vào một chỗ hẻm núi, đến khi đi hết hẻm núi ra tới chỗ khác thì đã là vài vạn năm sau, bản thân còn chưa phát giác tuế nguyệt đã biến hóa. Chẳng lẽ loại sự tình hoang đường này cũng phát sinh trên người bần đạo? Lúc này Tiểu Quỳnh Phong đã không phải là Tiểu Quỳnh Phong của mình vẫn ở nữa, mà là Tiểu Quỳnh Phong đã trải qua mấy ngàn năm sau. Thấy phía trước lại có một tấm bảng gỗ thứ ba, Tề Nguyên lão đạo đi theo hướng bảng gỗ cất bước về phía trước một lần nữa. Khi lão đến chỗ gốc cây treo bảng gỗ thứ ba, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh mình có chút biến hóa, di hình hoán vị, dường như chính là trận pháp chuyển rời. Sau mỗi tấm bảng gỗ lại có một tấm bảng gỗ nữa, mà chữ viết trên mỗi tấm bảng gỗ kia, Tề Nguyên lão đạo nhìn càng lại thấy quen thuộc. Phảng phất như có một bóng đen đè theo sau lưng lão, không ngừng hỏi han bên tai, dụ dỗ lão tới chỗ cạm bẫy nào đó mà lão không có cách nào cưỡng lại, vẫn phải đi theo. Đạo hữu có phải là môn nhân độ tiên môn chúng ta? Trận pháp này chỉ để bảo vệ đan phòng trọng địa, hoàn toàn phù hợp với điều kiện, hạn lệ của độ tiên môn. Đan phòng, dường như ta đã nghe Đồ Nhi nói qua. Đạo hữu chưa được sự cho phép mà đã xâm nhập vào Tiểu Quỳnh Phong. Bần đạo còn cần xâm nhập sao? Bần đạo chính là phong chủ Tiểu Quỳnh Phong. Xin đừng phá hư bất kỳ một ngọn cỏ cọng cây ở đây. Đường đi nơi này hướng một chỗ đất trống không bị cách âm. Sao? Đây là cửa ra vào mà ngươi bày trận lưu lại. Tấm bảng này chỉ là một cột mốc chỉ đường, góp cho đủ số. Đất trống ngay phía trước. Đến rồi, mời đi về phía trước ba thước. Tề Nguyên dừng lại, vô thức ngừng thở. Phía trước là một gốc đại thụ, lão nghi hoặc đi về phía trước thêm ba bước. Cảnh sắc biến hóa một lần nữa, một chỗ gốc cây bị rừng cây vây quanh xuất hiện trước mặt Tề Nguyên. Trên mặt đất phủ đầy đá rụng, chính giữa bày biện một cái bàn thấp, bên cạnh còn đặt một thùng nước suối. Nơi đây là địa phương nào? Nhìn phía trước còn có một tấm bảng gỗ, Tề Nguyên vội cất bước đi tới đọc xem. Chữ viết trên tấm bảng gỗ hết sức quen thuộc,
nhưng lão lại không nhớ được đã thấy qua ở đâu. Làm phiền đạo hữu hãy chờ ở đây một chút, nếu như bần đạo không thể chạy đến kịp thời, có thể đang bế quan hoặc luyện đan đến thời khắc mấu chốt. Nếu như đạo hữu chờ không nổi, có thể ở chỗ này dùng tiên lực la lớn vọng ra bên ngoài, sẽ có người tới cứu. Tiểu Quỳnh Phong chân thành hoan nghênh đạo hữu tới chơi, nhưng lần sau xin mời đến thẳng nhà, đừng đi lại lầm vào phụ cận đan phòng. Tề Huyên, phong chủ Tiểu Quỳnh Phong, chấp bút. Hai tay Tề Huyên run lên, bành bạch lui lại ba bước, đến khi lưng đụng phải một gốc cây mới dừng lại. Đường lui bất chi bất giác đã bị đóng kín. Đây là trận pháp do bần đạo tự mình thiết lập. Hai mắt Tề Nguyên lão đạo trợn tròn giống như nhìn thấy quỷ. Mới đi dự tiệc về, nguyên bản còn chút men say, nhưng trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Ánh mắt của lão đảo qua xung quanh mình, chỉ cảm thấy trời đất như muốn quay cuồng. Hẳn là bần đạo gặp phải quỷ rồi. Không đúng, chẳng lẽ đây là di chứng của tiến tấp thành trọc tiên? Vừa rồi lúc uống rượu, có một vị tiền bối trong môn đã từng nhắc nhở, nói rằng trọc tiên dễ dàng bị địa khí xâm nhiễm, đạo tâm dễ dàng sinh ra ma chướng. Chẳng lẽ bận đạo chỉ là tâm ma của Tề Nguyên đạo trưởng? Hai tay Tề Nguyên lão đạo bắt đầu run lẩy bẩy, lão xông tới trước tấm bảng gỗ, dí mặt sát xem thật kỹ những nét chữ trên đó, trong đôi mắt tràn nhập vẻ không thể tin. Những chữ viết trên tấm bảng gỗ này không phải là chữ viết của lão. Dưới chân trượt đi, Tề Nguyên lão đạo đặt mông ngồi phịch trên mặt đất tràn đầy lá rụng. Ánh mắt của lão đờ đẫn, tiêu cự tan rã, tóc trắng rối bù, xóa xuống khuôn mặt thất thần. Khe hở dòng thời gian, trọc tiên, tâm ma. Khe hở dòng thời gian, trọc tiên, tâm ma. Đến cùng thì bản đạo là ai? Chẳng lẽ ta thực sự chỉ là tâm ma của bản thân? Không có khả năng. Bần đạo tuyệt đối không phải là tâm ma. Bần đạo chính là Tề Nguyên. Ta chính là Tề Nguyên. Tề Nguyên chính là ta. Ta chỉ bước qua khe hở dòng thời gian. Không thể nào là tâm ma. Không đúng. Không. Hai tay Tề Nguyên lão đạo ôm lấy đầu rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, khiến cho từng mảng chim chóc ở trong rừng cây Tiểu Quỳnh Phong bay tán loạn. Tiếng thét ai oán cũng khiến cho mấy đạo thân ảnh ngẫu nhiên bay ngang qua trên không trung chợt dừng lại, đưa mắt tò mò nhìn rừng cây của Tiểu Quỳnh Phong. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một giọng nữ đầy hoang mang nghi hoặc. Sư phụ! Tề Nguyên lập tức dừng la hét run giọng nói một câu. Lính Nga! Sư phụ! Người bị vây trong trận! Người thật là Lính Nga! Đúng thế sư phụ! Đệ tử còn có thể là ai khác sao? Không! Người có thể là tâm ma! Là tâm ma của vi sư hiện hình! Bên ngoài trận pháp, Linh Nga với mấy hồn hển chạy đến, không chịu được, dùng một tay ôm trán nhăn nhó nghĩ thầm. Thôi xong đời rồi, sư phụ bị sư huynh làm cho hóa điên mất. Nàng than nhẹ một tiếng, rồi lập tức có chủ ý, vội vàng nói lớn. Sư phụ đừng đi lộn xộn, trong này có rất nhiều trận pháp, cũng không cần đi theo phương hướng âm thanh của con truyền tới. Nếu sư phụ rời khỏi khu vực kia, sẽ bị cách đi hết âm thanh từ bên ngoài vào. Chờ chút, đệ tử sẽ đi vào tìm sư phụ. Nhưng đệ tử phải mất một chút thời gian để tìm đến vị trí của sư phụ. Chỉ có sư huynh mới có thể giải trừ trận pháp nơi đây. Chỗ này đều do sư huynh bố trí. Sư phụ, ngài cứ an tâm chờ một lát. Rất nhanh sau đó, Tề Nguyên lão đạo nghe được âm thanh của Linh Nga truyền đến từ bên ngoài. Ui cha! Ê cha! Ui! Tiểu đồ nhi của mình vừa nói cái gì? Sư huynh, nơi này là do trường thọ bố trí. Trong đôi mắt của Tề Nguyên lão đạo tràn đầy nghi hoặc rồi chìm vào suy tư, lão dần trở nên bình tĩnh. Sau nửa canh giờ, Lam Linh Nga với cả người dính đầy vụn cỏ lá rụng, mặt mũi sưng phù xuất hiện trước mặt sư phụ. Nàng cúi đầu vái chào. Sư phụ, đệ tử đến tìm ngươi. Tề Nguyên nghi hoặc nhìn chăm chăm Lam Linh Nga. Lam Linh Nga hiểu được liền thi triển mấy môn pháp thuật quen thuộc mà Tề Nguyên lão đạo đã dạy bảo trước đây. Sư phụ, con đúng là Linh Nga đây. Tề Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, chuyện này rốt cục là thế nào? Linh Nga cắn môi trầm ngâm trong giấy lát, trong lòng suy nghĩ nên nói thế nào cho phải để giúp sư huynh. Nàng nhanh chóng lấy ra một túi chữ vật, đi đi lại lại bên cạnh cái bàn rồi bỏ ra hai cái nệm và ấm trà, cười nói. Sư phụ, trước hết người hãy tới đây ngồi nghỉ, để đệ tử chậm rãi bẩm báo. Trong ánh mắt của Tề Nguyên vẫn mang theo vài phần nghi hoặc.
Nhưng trợ lão ngồi xuống trên tấm nệm, nhìn thủ pháp pha trà quen thuộc của Linh Nga, lo nghĩ trong lòng đã biến mất phần lớn. Trong rừng yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi trên ngọn cây tạo thành tiếng vang xào xạc. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì cây cối chung quanh che lấp, bầu trời xanh thẳm phảng phất như chỉ còn lại một mảnh nhỏ bằng cái sân. Bỗng nhiên, Tề Nguyên lão đạo chợt hiểu ra, ánh mắt lão đánh giá khắp xung quanh thấp giọng hỏi. Nơi này đều do sư huynh con bố trí. Linh Nga vội đáp. Phải nói sư huynh thiết kế rồi nhờ vị chân tiên tử cửu sư thúc của Phá Thiên Phong ra tay bố trí. Hả? Thảo nào? Tề Nguyên lão đạo cười khổ. Hóa ra là do tử cửu sư muội hỗ trợ bố trí. Kỳ thực tử cửu sư thúc tuyệt đối không thông thạo trận pháp. Tất cả đều do sư huynh dùng từng câu hướng dẫn cho sư thúc. Cái này thả đến chỗ này, cái kia đem bỏ chỗ kia. Lời nói của Linh Nga chợt dừng lại, cúi đầu thì thầm. Sư phụ, ngài thực không phát hiện ra chuyện gì sao? Tề Nguyên nâng chung trà lên uống một hớp. Đúng là trà hoa cúc hạt sen mà hắn thích nhất. Phát hiện chuyện gì? Chuyện con thích sư huynh hả? Ui! Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga lập tức đỏ bừng. Tề Nguyên lão đạo nhíu mày chăm chú nói. Chẳng lẽ con không thích Trường Thọ? Chuyện này không thể nói thẳng ra, như thế thực sự là ngượng chết đi được. Linh Nga ngúng quẩy đáp rồi nhanh chóng chấn định lại nói khẽ. Sư huynh, kỳ thực huynh ấy rất bất phàm. Ồ. Trong ánh mắt của Tề Nguyên lão đạo mang theo nét cưng chiều, cười nói. À, trong mắt con, sư huynh con tất nhiên bất phàm rồi. Không phải như thế sư phụ. Linh Nga đưa tay vén sợi tóc bên tai của mình, nói tiếp. Sư huynh thực sự bất phàm hơn so với sư phụ nghĩ đấy. Huynh ấy rất có tiền đồ. Ví dụ như trận pháp nơi đây đều là sư huynh dùng trận pháp cơ sở đơn giản bố trí liên hoàn trận. Sư huynh mặc dù nhờ tử cửu sư thúc hỗ trợ, nhưng nếu nơi đây để một mình sư huynh bố trí thì kết quả cũng không khác gì. Tề Nguyên lão đạo lập tức khẽ giật mình. Linh Nga tiếp tục thì thầm. Đệ tử nhập môn mười mấy năm qua, sư huynh dạy đệ tử rất nhiều lần. Sư phụ giảng đạo xong, đệ tử mê man không hiểu nguyên lý, sư huynh đều bổ túc giảng thêm cho đệ tử. Thường thường, sư huynh nói một hai câu đã có thể làm sáng tỏ chân ý, cho nên tiến cảnh của đệ tử mới nhanh như vậy. Tề Nguyên cho mày nhìn Linh Nga, trong lúc nhất thời cạn lời, không biết nên nói thế nào. Linh Nga vẫn ôn nhu. Còn nữa, sư phụ nhìn thử tu vi đệ tử hiện giờ là cấp mấy? Tề Nguyên nhìn kỹ trầm ngâm vài giây rồi nói. Luyện khí cấp 9. Linh Nga dùng hai tay bắt kiếm quyết, bóp ra một loại ấn kết phức tạp. Khí tức quanh người đột nhiên tràn ra ngoài hỏi. Hiện tại thế nào? Tề Nguyên mắt chữ A mồm chữ O sửng sốt lên. Hóa thần cấp 5, Linh Nga còn từ khi nào? Linh Nga ngón tay đưa lên, xuýt một cái. Hai tay kết ấn một lần nữa, khí tức quanh người lập tức thu lại. Nàng thấp giọng. Đây là quy tức bình khí quyết sư huynh truyền cho con, có thể che giấu tu vi bản thân. Chỉ cần không phải bị người cấp độ chân tiên tiếp xúc thân thể, tu vi đều có thể ẩn tàng, lại mô phỏng ra cảnh giới mà bản thân muốn biểu lộ. Trên nét mặt của Tề Nguyên lão đạo chỉ còn lại nét kinh hãi. Sư huynh nhập môn trăm năm, phần lớn thời gian của sư phụ đều bế quan tu hành xung kích cảnh giới thiên tiên nhân. Sư phụ hiểu rõ chiếu cố người đối với sư huynh quả thực quá ít. Linh Nga nâng chung trà lên, hai ngón tay nhỏ nhắn đỡ lấy đáy chén, tay phải cầm miệng chén nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong mắt hiện ra vẻ lanh lợi. Thừa dịp sư huynh bị Tử Ô sư bá gài bẫy dắt đến Đông Hải, đệ tử muốn nói rõ ràng những sự tình này với sư phụ. Đệ tử ở bên cạnh một mực nhìn thấy sư huynh làm rất nhiều chuyện vì sư phụ, nhưng sư phụ lại hoàn toàn không biết. Mỗi lần nhìn thấy sư huynh là lại quở trách sư huynh không chịu chuyên tâm tu hành nâng cao tu vi. Hiện nay chỉ sợ khoảng cách huynh thành tiên đã không còn xa, mà dung tiên đan sư phụ dùng, nếu đệ tử đoán không lầm, chính là trong mấy năm trước đợt đi lịch luyện, sư huynh mạo hiểm đi vào sâu trong Bắc Câu Lô Châu tự tay tìm tiên giải thảo, sau đó luyện chế thành. Sư phụ, người bởi vì độ kiếp thành tiên mà sầu lo, mà trước đây điều khiến sư huynh lo lắng nhất cũng là thiên kiếp của sư phụ, vì thế huynh ấy đã cố gắng làm rất nhiều thứ. Cái lồng gỗ mà sư phụ nhìn thấy thật ra là do hai năm nay sư huynh đã làm hơn 10 món bảo vật chống cự thiên kiếp, nhưng sau khi thí nghiệm đều không có hiệu quả. Đệ tử mấy lần thấy sư huynh ảo não,
là lúc huynh ấy ngồi xổm ở một cái lồng gỗ bị lôi kiếp phá hỏng, đệ tử thì thấy sư huynh khẩn trương lo lắng duy nhất một lần chính là thời khắc sư phụ độ kiếp. Linh Nga ngước nhìn Tề Nguyên lão đạo, ánh mắt mờ mịt lúc này ngồi một đống như tượng gỗ. Sư phụ, sư huynh thực sự rất bất phàm đấy, đây không phải là đệ tử nói bừa. Chậm rãi, Linh Nga kể lại những chuyện tình có liên quan đến sư huynh mà nàng đã biết được. Bởi vì sư huynh đã dặn dò nên nàng cũng giấu bớt nhiều chuyện, đồng thời cũng không khuếch đại bất cứ điều gì. Tề Nguyên dần lấy lại tinh thần, lão đạo bảo Linh Nga thi triển quy tức bình khí quyết một lần nữa. Lại nhìn thấy trên người tiểu đồ đệ mang theo rất nhiều tiên đan, độc đan. Cuối cùng Tề Nguyên lão đạo rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Tề Nguyên có vẻ hơi bất an hỏi. Linh Nga, con nói là vi sư nên làm như thế nào? Đợi sư huynh con trở về khen ngợi hắn một phen. Sư phụ tốt nhất là người coi như hôm nay đệ tử không nói gì, sau này cũng không phát sinh chuyện gì bất thường, hàng ngày cứ như thế nào thì vẫn như thế. Linh Nga cười tinh quái nói, khi mà sư huynh tiến vào trận tiếp đón chúng ta, sư phụ liền cầm phất trần quất mông huynh ấy thật mạnh vào, nhớ là phải dùng sức thật nhá. Mỗi lần muốn đánh sư huynh, thật ra đều là huynh ấy cố ý lộ ra sơ hở để cho sư phụ bắt được. Trên trán Tề Nguyên treo mấy đạo hắc tuyến, cười méo mó. Chẳng lẽ vi sư lại cùi bắp đến vậy? Hey, Linh Nga vội vàng hô, sư phụ anh minh thần võ, tiên pháp vô biên. Nụ cười của Tề Nguyên lại càng thêm méo mó. Thôi được rồi, vi sư coi như không nghe thấy những lời này. Linh Nga cười lả giả nói, sư huynh con mong muốn nhất chính là người khác không chú ý đến huynh ấy, sau đó cứ âm thầm phát tài. Bây giờ đệ tử cũng phải giả vờ biểu hiện ngu ngốc một chút trước mặt sư huynh, làm bộ ngây thơ, nếu không khẳng định sẽ bị sư huynh dần xa lánh. Linh Nga xoay chuyển lời nói, bắt đầu mách lẻo hàng ngày Lý Trường Thọ uy hiếp tiểu sư muội thế nào, có ý đồ làm dịu cảm giác phiền muộn trong lòng sư phụ. Rất nhanh, Tề Nguyên đã bị sự nhõng nhẽo của nàng làm cho vui vẻ trở lại. Lão liên tục cười to, tinh khí thần sung mãn một lần nữa. Còn đó. Tề Nguyên đứng dậy đi tới một bên, giả vờ vừa nhìn xem trận pháp nơi đây với đủ loại bố trí mình không hiểu rõ. Nhưng mục đích chính là để cho Linh Nha không thấy khóe mắt hơi có chút ướt át của lão. Là do ta làm sư phụ quá ích kỷ. Mấy hôm lại lo lắng độ kiếp, vài bữa lại nghĩ bế quan. Hai, sư phụ nhận sư huynh còn về, truyền hắn công pháp, sau đó một mực bế quan với độ kiếp. Lần này vượt qua thiên kiếp, vốn nghĩ sẽ có thời gian chỉ đạo hai huynh muội còn tu hành. Cuối cùng phát hiện ra vi sư mới là người được chăm sóc, lo lắng lâu nay. Thôi, sư phụ mặc kệ, không quản nhiều nữa. Có đổ đệ như thế, vi sư cũng có thể cảm thấy an ủi trước các vị tổ sư tiểu Quỳnh Phong nhất mạch rồi. Nói xong, Tề Nguyên quay đầu nhìn về phía Linh Nga, cười nói. Với lại, tiểu đồ nhi của ta hiện nay cũng coi như đã trưởng thành, hiểu chuyện. Linh Nga ngượng ngùng cười, nhỏ giọng thì thầm. Để có thể xứng với sư huynh, đệ tử vẫn một mực cố gắng hết sức. Ê, sư phụ uống trà đi. Chả nguội mất rồi, chuyện đệ tử mách lẻo hôm nay sư phụ tuyệt không được khai với sư huynh đâu đó. Được, chúng ta cùng nhau giả vờ ngây ngốc, diễn kịch trước mặt sư huynh của con. Tề Nguyên ngồi trở lại trước bàn trà, lấy phất trần ra. Sau đó vì sư giáo huấn sư huynh, con ra tay thử nghiệm một chút cảm giác đánh mồng hắn. Hai mắt của Linh Nga lập tức tỏa sáng. Được hả sư phụ? Tất nhiên. Dám coi vi sư như con khỉ đùa giỡn nhiều năm như vậy, đương nhiên trận này phải thu thập hắn cho thật tốt mới hạ giận. Lam Linh Nga lập tức nhảy cẫng lên vỗ tay hoan hô. Tề Nguyên lại nói, yên tâm, sau đó vi sư sẽ bế quan lĩnh hội tu pháp trọng tiên, sau này hai sư huynh muội các con phải đi chăm lo quản lý tiểu Quỳnh Phong. Nói xong, Tề Nguyên cúi xuống nhìn khuôn mặt già nua phản chiếu trong chén trà. Lão không khỏi lắc đầu, nở nụ cười mãn nguyện. Chuyện này cũng thực là kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Mấy ngày đã đi qua, trên núi hẳn đã không có chuyện gì. Trên đường trở về độ tiên môn, trong lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ. Sư phụ hắn là còn uống rượu trên đỉnh,
tiểu sư muội bên kia thì cũng đã dặn dò, bảo nàng thanh thanh thật thật bế quan tu hành. Có khả năng xuất hiện tình huống phiền phức nhất đó là có người đi vào tiểu Quỳnh Phong, xông lầm vào trong trận pháp quanh đan phòng. Khốn trận và mê trận mặc dù không có sát thương trực tiếp, nhưng bị nhốt trong đó lâu, tâm cảnh cũng rất dễ mất cân bằng, sinh ra tâm ma. Bất quá, lần trước suýt nữa bức điên tử ô sứ bá, Lý Trường Thọ cũng đã cải biến một ít bên trong điên hoàn trận. Hắn lưu lại một con đường, đại khách. Nếu như kẻ xâm nhập trận pháp là ngoại tặc, tức điên đối phương, trực tiếp xóa bỏ tự nhiên là không sao. Nhưng tiên môn có đại trận hộ sơn, ngoại tặc bình thường làm sao lẫn vào được. Dưới tình huống bình thường, người xâm nhập trận pháp hẳn là đồng môn đến với mục đích gì đó, đánh giết bức điên đều không thỏa đáng. Cho nên Lý Trường Thọ thiết kế một ít thẻ đánh bài dẫn đường ở trên đường đi đến ngõ cụt, dẫn kẻ xông tới một nơi thoải mái dễ chịu ấm áp, tạm thời ổn định đối phương. Như vậy có thể tránh khỏi tình huống xấu tiếp theo, cũng có thể làm cho đối phương không đi loạn khắp nơi, chính mình có thể có đủ thời gian bố trí những thứ khác. Vạn nhất vây khốn chân tiên, đối phương không ngừng ra tay oanh kích bốn phía, có khả năng sẽ phát động sát trận che giấu. Kẻ xông trận bị giết chết hoặc tổn thương ngược lại là không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đến lúc đó, trong môn vấn trách hắn vi phạm môn quy tự xây trận, vậy thì thực sự có chút phiền phức. Tác dụng của trận pháp tầng ngoài chính là ngăn cản những người khác tới gần đan phòng, mà gian đại khách thiết trí ở trong trận có thể giải quyết thích đáng vấn đề mấu chốt từ hai người trở lên. Đây cũng là Lý Trường Thọ suy nghĩ sâu xa tính kỹ các biện pháp tất yếu. Huống chi, hắn còn mượn danh sư phụ mình viết chữ trên thẻ gỗ dẫn đường đều bắt chước sư phụ. Dẫu sao sư phụ cũng là phong chủ, còn hắn chỉ là đại đệ tử tiểu Quỳnh Phong. Ây da, cuối cùng đã trở về. Ánh mắt của Lý Trường Thọ đảo qua dãy núi nơi xa, nhìn thấy đã sắp về núi. Sau khi trở về hắn sẽ tiếp tục áp chế tu vi, tu luyện tam muội chân hỏa. Tiểu cảnh giới trước mắt này, nếu như hắn điều mạng áp chế tốc độ đột phá, hẳn là có thể áp chế được khoảng 2 năm. 2 năm chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn tu luyện tam muội chân hỏa đến giai đoạn nhập môn. Mà lần sau khi ra ngoài sẽ là độ kiếp chính thức. Nói đi thì phải nói lại, hắn nên giải thích với sư phụ đan phòng và điên hoàn trận quanh đan phòng như thế nào. Nếu sư phụ hỏi điên hoàn trận này bố trí thế nào, hắn có nên tiết lộ với sư phụ một chút thực lực được che giấu hay không? Hắn tự nhiên là tin tưởng sư phụ, nhưng lỡ sư phụ say rượu nói ra thì sao? Thôi, sư phụ và sư muội đều là người thân nhất của mình, quyền hạn và đãi ngộ cũng nên ngang nhau mới đúng. Trở về tìm sư phụ nói một chút, cho sư phụ biết một chút về trình độ của mình giống như tiểu sư muội biết vậy. Tới gần sơn môn, gió đêm ngược lại là có chút ấm áp ngoài ý muốn. Lúc trở lại độ tiên môn đã là nửa đêm, ánh trăng sáng sao thưa. Mọi người đã giải tán trước Bách Phàm Điện. Lý Trường Thọ và tiểu cửu sư thúc cáo biệt cưỡi mây bay về hướng tiểu Quỳnh Phong. Hữu Cầm Huyền Nhã rõ ràng là muốn tìm Lý Trường Thọ nói mấy câu, nhưng nàng vừa đáp xuống đất liền bị mấy vị sư bá gọi vào trong Bách Phàm Điện, hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Lý Trường Thọ không bị mấy người chú ý liền phiêu nhiên rời đi. Có câu, người gặp việc vui tinh thần sẽ thoải mái. Mấy ngày nay hắn thu hoạch cũng tương đối khá. Nhưng khi Lý Trường Thọ nhớ lại chuyện đi đến Đông Hải lần này, sắc mặt của hắn liền nhanh trầm xuống. Hắn đến bây giờ đã rõ vì sao ngày đó vị Long Thái Tử kia lại chọn hắn luận bàn. Đề phòng chính mình sau này gặp kịch bản không theo ý muốn như Ngao Ất, sau này cần phải tránh xa đại tộc viễn cổ này một chút thì ổn thỏa hơn. Trên tiểu Quỳnh Phong im ắng, Lý Trường Thọ từ xa đã phát hiện ra tiểu sư muội và sư phụ nhà mình đều không ở trong trung gian nhà của họ. Linh thức đảo qua đại trận liền thấy sư muội và sư phụ bị vây trong trận pháp bên cạnh. Ấy, làm sao lại cùng bị nhốt vào vây? Sư phụ vẫn luôn bế quan không biết trận pháp phía sau. Linh Nga lại là người trông chừng sư phụ luyện tông, làm sao lại cùng chui vào rồi? Không phải cảm thấy phong cảnh nơi đó quá đẹp, hai người sư đồ cùng nhau đi vào uống trà ngắm trăng đó chứ? Lý Trường Thọ cưỡi mây nhẹ nhàng lướt qua, trước tiên không thả hai người ra mà kiểm tra trong ngoài đại trận một lượt. Rồi mới lấy ngọc bài khống chế trận pháp đóng lại khốn trận bên ngoài. Gió nhẹ quét qua, sương trắng tới lui trong rừng. Rừng cây vốn rậm rạp cũng bị che khuất một ít. Linh Hà lập tức hô lên. Sư phụ, sư huynh trở về rồi. Ừ, vi sư thấy rồi.
Ngươi lại hỗn đáo, tốt cho cái tên Lý Trường Thọ nhà ngươi, còn không qua đây chịu phạt. Lý Trường Thọ đang bay tới từ không trung hơi chớp mắt, ngửi được một chút mùi vị không bình thường. Hắn lập tức đáp xuống đất, phất trần trong tay sư phụ đã quăng tới. Sau khi tấn thăng thành trọc tiên, thực lực của Tề Nguyên lão đạo tăng vọt, đảo mắt phất trần đã hóa thành bạch võng đầy trời. Nếu không phải Lý Trường Thọ cố gắng kìm nén, hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy theo bản năng. Bạch võng rơi xuống, Lý Trường Thọ bị phất trần trói chặt. Linh Nga bên cạnh như hổ đói vồ mồi, Lý Trường Thọ thuận thế bị sư muội đẩy ngã. Trong rừng vang lên vài tiếng rú thảm và tiếng cười. Nhưng lần giáo huấn sư huynh này cũng không kịch liệt như Linh Nga tưởng tượng. Sư huynh hoàn toàn không phản kháng, toàn bộ quá trình sư phụ chỉ quan chiến, nàng làm thoáng có chút không xuống tay được. Mình chỉ là tiểu sư muội, sư phụ lại không làm gương đánh trước nên không thể đánh sư huynh mạnh tay. Ngẩng đầu, Linh Nga đột nhiên nhìn thấy sư huynh đang mang theo ánh mắt cảnh cáo. Lòng nàng thay đổi, bàn tay nàng trắng nõn giơ lên, hung tợn rơi xuống, nhưng sắp chạm đến thì dừng lại. Cuối cùng đầu ngón tay chỉ rơi vào mấy vị trí sư huynh bị sư phụ đánh. Lại nghĩ tới nơi này bị sư phụ đánh dưng mấy lần, không chịu được nhẹ nhàng vuốt vuốt. Hay, Linh Nga quả nhiên đã trưởng thành. Lý Trường Thọ lộ vẻ vui mừng, trong nội tâm lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo. Nữ nhi nhất định phải hàm xúc, thèm nhỏ dãi thì thèm nhỏ dãi, đam mê thì đam mê. Sư huynh cũng không phải không hiểu ngươi, dù sao ngươi cũng đến tuổi rồi, nhưng thân là luyện khí sĩ, vẫn phải khắc chế xúc động trong lòng. Nếu không sinh ra tâm ma thì làm sao bây giờ? Ngươi nói xem có đúng không? Không phải, ta chỉ là... Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga đỏ lên trong nháy mắt, có chút hoảng loạn liếc mắt nhìn sư phụ. Lại phát hiện ra sư phụ cũng đang nhíu mày nhìn mình, lộ ra thần sắc khó xử, muốn nói lại thôi. Ta chỉ mới... Sư huynh thôi, huynh khi dễ người ta. Phập. Quân tử động thủ không động khẩu. Muội làm sao lại dùng miệng cắn? Ai ạ? Nói không lại thì cắn huynh. Sư phụ mặc kệ không quản tiểu sư muội sao? Ấy, như vậy làm sao cả ra ngoài được? Ai cần ngươi lo, ta chết ra ở Tiểu Quỳnh Phong cũng được. Trong rừng, Tề Nguyên lão đạo chẳng biết lúc nào đã quay người rời đi. Khóe miệng lão đạo mang theo vẻ vui vẻ mỉm cười, chậm rãi phiêu nhiên trở về nhà tranh của mình. Không bao lâu, đầu của Lý Trường Thọ đầy cỏ vụn, y quan không ngay ngắn đi ra khỏi rừng. Trên cánh tay mang theo mấy dấu răng, thực sự là có chút dở khóc dở cười. Tiểu sư muội mạng thỏ, thích cắn. Linh Nga ở sau lưng thì khuôn mặt hồng hồng, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhìn tinh không. Đến trước nhà tranh, Tề Nguyên lão đạo truyền âm cho hai người. Hôm nay vi sư bắt đầu bế quan lĩnh hội phương pháp tu đạo trọc tiên. Tất cả mọi chuyện trong Tiểu Quỳnh Phong, Trường Thọ, ngươi phải xử lý. Nếu có chuyện quan trọng, tùy thời có thể tìm đến vi sư thương lượng. Linh Nga, ngươi vẫn phải luôn chú ý lời nói và cử chỉ, phải có lòng kính trọng sư huynh. Làm Linh Nga lập tức đáp tiếng nhỏ như mũi kêu. Vâng, sư phụ. Sau đó Tề Nguyên lão đạo đi xung quanh nhà tranh, từng tầng trận pháp sáng lên, ngăn cách với bên ngoài. Lý Trường Thọ xoay người, ánh mắt có nhiều thầm ý. Muội đã nói cho sư phụ. Trong nháy mắt, Lam Linh Nga ấp a ấp úng một hồi. Chuyện này, một chút xíu. Là một chút xíu hay 100 triệu chút xíu? Khẳng định là chỉ chút xíu thôi. Sắc mặt của Lý Trường Thọ nghiêm nghị, lộ ra vẻ cứng rắn nói. Vào nhà. Thân thể của Lam Linh Nga khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Trong nháy mắt lã chã trực khóc. Vào nhà tranh của mình, chuyển đệm, ngồi quỳ chân cúi đầu, giả khóc, một mạch mà thành. Tiện tay mở ra trận pháp xung quanh, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nói đi, đã nói cho sư phụ cái gì? Sư huynh, kỳ thực sư phụ cưỡng bức ta. Cái trán của Lý Trường Thọ lập tức treo lên mấy đạo hắc tuyến. Lời này nếu để cho người khác nghe được, nó không chừng còn cho là Tiểu Quỳnh Phong bọn họ có thảm án người bị cưỡng hiếp. Lại nói, sư phụ cũng đã già, có nên kiếm cho người một vị sư nương không? Chuyện này ngược lại có thể cân nhắc. Tiểu sư muội thì cứ quanh co lòng vòng, tin tức mà nàng nói cho sư phụ Lý Trường Thọ ngược lại cũng không quan tâm. Dù sao những gì tiểu sư muội biết cũng có hạn. Dựa vào việc hiểu rõ tính cách của Tiểu Linh Nga, tình hình hôm nay hắn sớm đã dự đoán.
Lúc trời tối người yên, trận pháp xung quanh đan phòng hoàn toàn mở ra. Lý Trường Thọ mở ra đan lô tùy tiện luyện chế một lò đan dược. Để phân thân người giấy trông coi, chân thân thì xuất hiện trong gian mật thất dưới đất. An ổn. Lấy ra ba khối ngọc bài thưởng thức một hồi, thu lôi pháp và vô vi kinh vào, lại khắc sâu phương pháp tu hành tam muội chân hỏa vào trong đầu mình. Sau đó hắn lại hơi xuất thần. Đại kiếp phòng thần. Mặc dù lén lút tu đến đại la kim tiên ở trong tiên môn là lý tưởng nhất, nhưng cần tích lũy năm tháng dài đằng đẵng. Mà độ tiên môn thân là tiên tông tam giáo, rất có thể sẽ bị đại kiếp phong thần liên lụy. Đại kiếp phong thần cũng không chỉ là kịch bản đơn giản thế tục Nam Châu võ vương phạt trụ. Nó còn liên quan đến tam giới, đại kiếp nhắm vào đệ tử tam giáo. Lúc này Trung Thần Châu càng cường thịnh, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị đại kiếp phá hủy càng khốc liệt hơn. Chỉ sợ là các tiên môn Đông Thắng Thần Châu cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không phải không có biện pháp để né tránh đại kiếp. Rất đơn giản, sớm lên bờ. Đại kiếp phong thần là quá trình thiên đình ngọc đế thành lập được quyền hành của chúa tể thiên địa. Thực tế nguyên nhân gây ra cũng là do ngọc đế Hạo Thiên đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể, nói đệ tử tam giáo thế lớn vô lễ, không tuân theo lệ của thiên đình. Chính mình chúa tể tam giới chỉ có danh nghĩa mà không có quyền thực sự. Ở trước mặt vương mẫu sư muội cũng không ngẩng được đầu lên. Hùng phong của nam nhân không gượng dậy nổi. Kéo quá xa. Khi phong thần đệ tử tam giáo và thiên đình làm thần, thánh nhân sẽ không còn chủ động hiển hóa tại thế gian, đặt vững cơ sở thiên đình quản lý tam giới. Do đó, chỉ cần mình sớm vào thiên đình, làm nguyên lão trong thời kỳ thiên đình gian nan này, cũng không cần làm đại quan gì, ẩn giấu tu vi làm quan nhỏ để được ghi danh vào thiên đình. Khi đại kiếp phong thần rơi xuống, chính mình sớm đã ghi danh vào thiên đình tiên tịch, cũng sẽ không có quan hệ với kiếp nạn này. Kiếp nạn phong thần làm sao rơi trên đầu mình? Chẳng lẽ lại phong thần tiên của thiên đình một lần nữa? Chuyện này không hợp đạo và lý. Chờ khi phong thần thì chúng tiên sẽ được bổ nhiệm ở thiên đình. Khi đó nhân tài thiên đình đông đúc, chính mình có thể xuôi theo dòng, dựa thế thoát ẩn, đã có được lý lịch nguyên lão thiên đình như vậy, thì có thể vui núi tiếp tục an ổn tu hành. Chớ sao lại không làm? Ngón tay của Lý Trường Thọ gõ trên mặt bàn, cẩn thận suy nghĩ kế hoạch cụ thể. Nhất định phải nhận được tiên tịch thiên đình trước khi Ngọc Đế đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể. Thời gian hắn còn dư giả. Giúp sư phụ trở thành thổ địa công cũng phải có trình tự. Mấu chốt là có thể giúp mình tránh khỏi rất nhiều tính toán. Để xem sư phụ có đồng ý hay không. Đất đai tuy nhỏ, số lượng lại đông đảo, quyền hành nhỏ bé, nhưng giàu gì cũng là chính thần phúc đức. Nói không chừng thổ địa công còn có thể tìm được thổ địa bà. Trước phòng luyện đan, Lý Trường Thọ lẳng lặng ngồi trên ghế dựa, xòe bàn tay trái ra. Trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh đang chậm rãi bốc cháy. Đây cũng không phải bản hoàn chỉnh của tam muội chân hỏa, nên lộ ra cũng không sao cả. Dù sao vong tình thượng nhân ban thưởng công pháp tu hành tam muội chân hỏa cho hắn cũng đã được 3 tháng. Hắn tu ra được hỏa khí cũng là hợp tình, hợp lý. Nếu dùng pháp lực tương đương nhau để thi triển, uy lực của tam muội chân hỏa còn chưa bằng 1/3 uy lực của U Minh lãnh hỏa. Nhưng một khi hợp nhất được 3 loại khí hỏa, tinh hỏa và thần hỏa thành tam muội chân hỏa, uy lực dự tính còn mạnh hơn gấp mấy lần so với U Minh lãnh hỏa. Lúc này Lý Trường Thọ cũng đã tìm ra nguyên lý phương pháp tu hành của tam muội chân hỏa. Đại khái chính là dùng tinh khí thần của bản thân để tạo thành 3 loại hỏa diễm, sau đó lấy 3 loại hỏa diễm này dung hợp thành tam muội chân hỏa. Loại hỏa diễm này tồn tại bên trong cơ thể, thiêu đốt tà ma, tà túy, nung ô trọc, từ đó hoàn thành chân hỏa hộ thân. Mà làm cho Lý Trường Thọ hài lòng hơn đó chính là uy lực của hỏa diễm này cùng với hỏa diễm mà tinh khí thần của hắn ngưng ra có liên quan đến nhau. Hơn thế nữa, uy lực của tam muội chân viêm có thể theo tu vi của bản thân mà không ngừng tăng lên, sẽ không làm lãng phí thời gian của hắn trên một môn công pháp mới tu vài năm đã không có đất trụng võ. Một đám mây trắng bay đến từ phía chân trời, tay trái của Lý Trường Thọ nắm hỏa diễm kia liền vụt tắt. Hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ về phía đám mây trắng kia. Đạo nhân luôn đứng trên đám mây mỉm cười, mang theo ý thăm dò nhìn xuống nhưng vẫn bảo trì độ cao 10 mấy trượng, ấm giọng nói.
Ở Trường Thọ Sư Điệt, nghe nói 3 tháng trước ngươi đi đến Đông Hải có thu hoạch tương đối khá, ứng phó ổn thỏa, chu toàn trước sự khiêu khích của Thái tử Long Cung, đúng là không uổng công bần đạo tiến cử ngươi mà. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười ôn hòa nói, may mà có ý tốt của sư bá, đệ tử mới thu được hỏa pháp và lôi pháp. Hôm nay đệ tử đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu để đáp trả ân tình này của sư bá. Tử Ô, người vừa trở về từ mấy ngày lập tức nheo cặp mắt to và đôi lông mày rậm, chật chật. Ta cứ cảm giác có trá. Ngày thường ta đến thì tìm người uống rượu, người đều rất không tình nguyện. Chuyến đi đến Đông Hải cũng là bị bần đạo hết dụ dỗ lại lừa gạt mới phải đi. Chẳng lẽ Trường Thọ Sư Điệt muốn dùng độc đan tính kế sư bá sao? Lý Trường Thọ giờ khóc giờ cười đáp, đệ tử chỉ là một đệ tử nhỏ của Tiểu Quỳnh Phong. Sư bá là chân tiên chân chính, lại còn là người của Phá Thiên Phong, là một chấp sự được các vị trưởng lão coi trọng. Đệ tử dù có tâm tư muốn tính kế sư bá, cũng không có gan thực hiện. Huống hồ chuyến đi đến Đông Hải đúng là sư điệt đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Nói một hồi, Lý Trường Thọ lấy ra 2 viên dạ minh châu từ trong tay áo. Đây là pháp khí lưu ảnh cầu, được đệ tử cải thiện thành thanh ảnh cầu. Sư bá giữ 1 viên. Đệ tử giữ 1 viên. Tiệc rượu hôm nay sẽ được ghi chép tại bên trong thanh ảnh cầu. Sư bá thấy thế nào? Tử Ô lập tức vui hẳn lên, chắp tay sau lưng nhảy khỏi đám mây trắng, ngửa đầu nhìn Lý Trường Thọ một cái, liền thò tay cầm lấy thanh ảnh cầu. Ta trái lại muốn xem trong hồ lô của người bán cái gì. Mời. Sư bá, mời. Bộ dáng tươi cười của Lý Trường Thọ cũng trở nên đặc biệt ôn hòa theo đó. Bên cạnh lò luyện đan có 2 cái bàn thấp đặt song song nhau. Tiểu Linh Nga được sư huynh bồi dưỡng thành một tay nghề nấu nướng thượng thừa, nhanh chóng dọn ra một bàn rượu và thức ăn vô cùng phong phú. Còn có 3 vò rượu xếp chồng lên nhau ở một bên. 2 người ngồi xuống, đồng thời mở ra thanh ảnh cầu đặt ở góc bàn. Sau đó Tử Ô cầm đôi đũa ngọc lên, lần lượt nếm thử các món ăn và vò rượu. Ngươi thực sự mời bần đạo uống rượu sao? Tử Ô cười hỏi. Chẳng lẽ rượu và thức ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu vô hại, nhưng khi kết hợp với nhau lại thành mê dược, kịch độc? Lý Trường Thọ nhịn không được đưa tay ôm trán, lắc đầu thở dài. Sư bá, ngài gặp phải thứ âm hiểm dối trá gì ở bên ngoài thế? Sao lại hoài nghi tâm ý của đệ tử? Dẫu gì đệ tử cũng không phải kẻ xấu. Chỉ nói đùa thôi. Tử Ô vẫy tay, chủ động cầm lấy vò rượu rót ra, 2 người uống vô cùng hào phóng. Không bao lâu vò rượu đã vơi đi quá nửa, Tử Ô chỉ dám gắp 1 non nửa số ăn, nửa còn lại lão không hề động đến. Lý Trường Thọ chậm rãi gắp đồ ăn, món đầu tiên gắp lên 1 lần, còn không ngừng tán thưởng tay nghề của tiểu sư muội nhà mình. Chờ 2 người đã có chút men say, Lý Trường Thọ đem vò thứ 3 ra. Đến rồi, ta đoán rằng hắn còn con bài chưa lật, quả nhiên không sai. Tử Ô thầm cười trộm trong đáy lòng, chờ xem Lý Trường Thọ rốt cục muốn tính kế lão như thế nào. Lý Trường Thọ lại nói, sư bá, đây là tạ lễ của sư điệt cho ngươi, tráng cốt độc long tửu. Hả? Tử Ô nhíu mày, dùng tiên lực tiếp nhận vò rượu này, đưa ra xa cách bản thân mấy trượng mới mở ra. Sau đó dùng tiên khí điều khiển, khuấy một chút rượu đưa tới đầu ngón tay nhẹ nhàng dò xét. Hai mắt Tử Ô sáng lên, nói, Rượu ngon. Lý Trường Thọ nghiêm mặt. Rượu này dùng 36 loại độc thảo, 12 loại độc trùng cùng với hàng hà thủy lão bạch cam luyện chế mà thành. Sau đó ngâm 3 tháng, độc tính đã bị trung hòa, có tác dụng bổ sinh tinh lực, cường kiện xương cốt, tăng cường dương khí, bổ thận tráng dương cho nam tử. Nhưng có một chuyện, dược lực của rượu này có phần mãnh liệt, không biết sư bá có chịu được không? Tử Ô nhếch lông mày với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng nháy mắt với Tử Ô, 2 người đối mặt liền hiểu ý nhau cười. Đều hiểu. Tử Ô cười, có cái gì mà không được, bần đạo là người có đạo lữ đấy. Vì vậy đệ tử mới chế dương loại rượu này cho ngài. Sư bá, mời. Tốt. Tâm tình của Tử Ô vui vẻ, nhận hũ rượu đại bổ kia, vốn chỉ nếm 1 ngụm nhỏ để phân rõ thực hư. Sau đó, lão đền ngửa đầu uống 1 ngụm lớn. Tinh thần vô cùng sảng khoái. Vừa hay, tiểu thi sư bá của ngươi gần đây sắp xuất quan, bần đạo mới không sợ một chút dược lực này. Sư bá đừng uống quá nhiều. Bần đạo chân tiền,
sợ cái quái gì. Tiếp đó hai người lại tiếp tục rượu tiệc linh đình. Tửu Ô đã khá say, bát đĩa trên bàn là bừa bộn. Tiểu trưởng thọ, nói chút rốt cuộc ngươi muốn tính toán sư bá thế nào? Tửu Ô ôm vò rượu nhướng mày nói. Để bổn sư bá uống lẹ một chút rồi còn về. Lý trưởng thọ cười khổ lắc đầu, thở dài. Kỳ thật lần này mời sư bá tới đây là muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Trong các trận pháp tâm đắc của sư bá có một cái gọi là cửu quang minh ly trận. Đệ tử và tử sư thúc nghiên cứu qua nửa tháng trời mà vẫn không có cách nào dựng thành, muốn nhờ sư bá chỉ điểm đôi chút. Đi đi, đưa sư bá đi xem. Lập tức Tù Ô thu hồi vò rượu, cùng với Lý Trường Thọ mỗi người cầm theo một thanh ảnh cầu đi tới mảnh đất trống đằng sau phòng luyện đan. Trên mặt đất 81 chiếc gương đồng nhỏ đặt bố trí theo các phương hướng huyền diệu khó hiểu. Tù Ô liếc mắt liền nhìn ra sơ hở của trận pháp, cười chỉ điểm Lý Trường Thọ một chút. Lý Trường Thọ lộ vẻ vui mừng, cất bước đi về phía trước. Theo lời của Tửu Ô mà điều chỉnh vị trí vài cây gương đồng. Lập tức 81 chiếc gương đồng đồng loạt lập lòe phát sáng, khốn trận hiển nhiên đã khởi động, vây khốn cả hai vào bên trong. Xung quanh là một mảnh ánh sáng trắng, không thể thấy được khóm hoa hay rừng cây nào. Tửu Ô không những điềm tĩnh mà còn cười híp mắt. Trường Thọ à, đây là kế sách của ngươi sao? Bị vây khốn cùng với sư bá ở đây cho hả giận hả? Ngươi đừng lừa mình dối người nữa. Lý Trường Thọ xoay người lại cười nói. Sư bá nói xem sư điệt sao có thể gài kế ngài được. Giữa cuộc trò chuyện bỗng dưng có một đoàn hỏa diễm bùng cháy từ hai cánh tay, hai chân của Lý Trường Thọ. Tửu Ô sững sờ một lát liền vội vàng. Ngươi sao lại bốc cháy rồi? Sư bá, ngài vì sao? Lý Trường Thọ run giọng hô lên, tiện tay cầm thanh ảnh cầu ném về một phương hướng nào đó. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị ngọn lửa nuốt trọn, thân hình bùng một tiếng hóa thành một người giấy bị thiêu đốt thành tro trong ngọn lửa. Tửu Ô lập tức trợn tròn hai mắt. Tam muội chân hỏa trong thần hỏa, kế thuật cắt giấy thành người trong 36 phép của thần thông thiên cương. Tiểu tử này nhanh như vậy đã tu ra thần hỏa, còn là thần thông cao mình như thế. Không đúng. Tửu Ô xoay mạnh người lại. Vào giờ phút này lão đã bị vây khốn trong trận pháp. Khắp nơi lão đứng đều là một mảnh ngân quang. Thì ra tiểu tử này muốn dùng thanh ảnh cầu quay lại khoảnh khắc xấu hổ của ta, khiến ta mất hết mặt mũi. Tửu Ô bừng tỉnh đại ngộ, liền cười suy một tiếng bắt đầu chậm rãi phá trận. Trường Thọ ơi là Trường Thọ, người vẫn còn non lắm. Ngươi tính kế tố cáo tội danh gì của sư bá cho thưởng phạt đường đây? Thật là, bản sư bá đánh giá cao tâm cơ của ngươi, nhưng sư bá có không ít hảo hữu có địa vị cao trong tổng môn đấy. Huống chi trận pháp này chính là do bổn sư bá sáng tạo ra. Chẳng lẽ không tìm được sinh môn ở đâu? Nói xong Tửu Ô bước đến vài bước, quang ảnh xung quanh lập tức thay đổi liên tục. Lão hiện ra tại một chỗ bạch quang khác, bước vào. Lại đến một mảnh đất bị kim quang bao phủ. Khóe miệng tươi cười của Tửu Ô lập tức cứng đờ, cúi đầu bấm tay suy tính, lão nhịn không được mắng. Thế mà lại là liên hoàn trận. Lão nhanh chóng bước đi, tức thì lại đến một nơi tinh quang độc lè. Đi tiếp, lại quay lại mảnh đất tràn nhập ngân quang lúc đầu. Thân hình lão nhảy lên cao, hướng tới không trung, lại lọt vào một mảnh kim quang sáng chói. Tới lúc này Tửu Ô mới phát hiện ra trận pháp đã được cải biến này còn khó chơi hơn lão tưởng tượng. Tất cả độn pháp đều che đậy, hơn nữa cơ sở thế trận đúng là dựa trên cửu quang minh đi trận mà lão đã sáng tạo. Lão đã phải phí biết bao tâm huyết mới tạo ra được trận này, không phải thiên tiên là không thể cưỡng ép phá trận. Thân hình cao 5 thước của Tửu Ô chấn động, men say trong người bị xua tan, trong đáy lòng nhanh chóng tính toán. Ngay từ lúc Lý Trường Thọ sư điệt nhờ Tửu Cửu gửi lời mời cho lão đến đây dự tiệc, cái bẫy đã được bắt đầu. Lúc bản thân đến Tiểu Quỳnh Phong đã dùng tiên thức dò xét thấy Trường Thọ sư điệt đang tu hành khí hỏa, vì thế thiếu cảm giác cảnh giác không thăm dò ra vị Trường Thọ sư điệt này không phải chân thân của hắn. Tiệc rượu vốn chỉ là để che mắt, trận pháp mới chính thức là trả thù. Vì cho rằng đây là trận pháp mà mình tạo ra, bản thân liền vô cùng tự tin bước vào trong khốn trận,
lại quên mất tiểu tử này thích nhất là bố trí liên hoàn trận. Thế nhưng, vây khốn thì vây khốn được rồi. Nhưng thế thì đã làm sao? Tử Ô xếp bằng ngồi xuống, lão là chân tiên, dù bị vây khốn mấy tháng trời thì đã có làm sao? Tiểu tử hẳn định dùng cách này để xả giận sao? Tử Ô chưa cười được bao lâu, bộ dáng tươi cười đột nhiên cứng nhắc. Thật nóng quá. Huyết mạch toàn thân giống như đang điên cuồng chảy xiết. Mồ hôi trên cơ thể lão bắt đầu tuôn ra như suối, một cỗ dương khí đục ngầu nhanh chóng bành trướng ra từ bên trong. Nguy rồi, là do vỏ rượu kia. Có cảm giác như sức lực bị rút đi. Tử Ô cảm thấy thân thể mình như bị thiêu đốt. Trong đầu nổi lên đủ loại hình ảnh lúc ân ái với đạo lữ nhà mình. Thở hổn hển như muốn khè ra lửa, toàn thân gã cứ toát ra mồ hôi nóng không ngừng. Lão lập tức thử bài xuất dược lực, lại phát hiện ra dược lực đã xâm nhập vào huyết mạch toàn thân. Đúng quần sau vạt áo dần nhô lên, Tử Ô liền bật dậy trong nháy mắt, thân người cong lại, ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Trường thọ sư đệ, mau đưa ta ra khỏi đây. Không đúng, tiểu tử này chính là muốn thấy bộ dáng chật vật của mình. Chịu đựng, phải nhịn. Tử Ô ta đã là nửa bước thiên tiên, còn không cưỡng lại được một chút dược lực ấy. Chỉ cần nhớ tới Thi Thi nhà mình, chờ mình, sau khi trở về liền có thể cùng nàng. Càng ngày càng khó chịu, tuyệt đối không thể nhờ sư tỷ. Bản thân càng không thể để mất mặt. Thanh ảnh cầu của tiểu tử này vẫn còn ghi lại hình ảnh của lão. Tiện tay bóp nát thanh ảnh cầu trong tay, Tử Ô ngồi xuống một lần nữa nhanh chóng niệm tĩnh tâm quyết, thanh tâm chú. Nửa canh giờ sau, ta từ bỏ, loại dây vò thấm vào tủy này có miếng mà không về liếm được, làm sao nhịn được nổi. Trường thọ à, sư bá chịu thua, từ nay về sau sẽ không tính toán người nữa. Không ai đáp lại. Tử Ô vừa xót ruột vừa khổ sở, toàn thân dùng tiên lực áp chế dương khí nóng bỏng tuôn trào, đi tới đi lui loạn xạ trong khốn trận. Ngay lúc ấy, lão thấy được một tấm thẻ gỗ, trên viết mấy hàng chữ, liền vội vàng cầm lấy xem. Đây là lời thề thiên đạo, đòi ta đọc cả cảm niệm minh thệ chú, ác như vậy. Từ nay trở đi, chưa có đệ tử Tiểu Quỳnh Phong, đồ đệ ở Tề Nguyên trưởng lão, Lý Trường Thọ cho phép, tuyệt không được an bài Lý Trường Thọ làm bất cứ việc gì. Không được tiết lộ nửa điểm tin tức liên quan đến Lý Trường Thọ cho bất kỳ sinh linh nào. Thậm chí cả pháp khí hoặc bất lộng công cụ gì cũng không được truyền ra ngoài nữa chứ. Không được. Bần đạo khó chịu chết mất. Nội dung lời tuyên thệ ngược lại khá dễ chịu. Chỉ cần giữ bí mật cùng với không được tự ý an bài Lý Trường Thọ là được. Hậu quả vi phạm lời thề thâm hiểm như thế sẽ bị mất đi hùng phong của nam nhân. Tử Ô gấp đến độ dậm chân điên hồi, tức giận quăng thẻ gỗ trên mặt đất. Bồn sứ bá sao có thể bị bức hiếp như vậy? Lập tức đạo nhân luồn trong người chậm rãi nằm vật xuống, tiếp tục áp chế toàn thân dương khí kia, nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nại. Một lát sau, đạo nhân luồn hai mắt đỏ rực, gào rú một tiếng đứng dậy, cầm thẻ gỗ bắt đầu đọc cảm niệm minh thệ chú. Thiên đạo tỏa ra cảm ứng, bầu trời trên đỉnh Tiểu Quỳnh Phong xuất hiện thanh âm sấm sét. Lời thề mấy trăm chữ vừa đọc xong, đại trận xung quanh liền chậm rãi tiêu tán, liên hợp cùng với đại trận bên ngoài của toàn bộ đóng lại. Tử Ô quay đầu tìm kiếm không thấy bóng dáng ai, vô cùng khẩn cấp nhảy lên, nhanh chóng lao hướng phá tiền phong. Thi Thi, người ngàn vạn lần đừng có bế quan đó, Thi Thi. Chờ Tử Ô đi rồi, Lý Trường Thọ chậm rãi đi ra từ trong bụi cỏ, cầm thanh ảnh cầu của mình lên, cẩn thận thu vào tay áo, nhập khốn trận nơi đây vào bên trong đại trận chung quanh. Cầm tấm thẻ gỗ kia lên, nhìn chữ viết bắt đầu biến mất, Lý Trường Thọ nở nụ cười lạnh nhạt. Tạm thời, đã đối phó được. Hai tháng sau, thời hạn ước định biệt đan với Tiểu Cửu Sư Thúc đến. Tiểu Thọ Thọ, dược rượu ngươi cho ngũ sư huynh của ta còn không? Sư tỷ của ta nói muốn dùng vài môn công pháp trao đổi phương pháp điều chế rượu của ngươi. Công pháp tùy ngươi lựa chọn. Bên kia còn trong nửa vò, ta sửa lại phương pháp điều chế một chút liền đưa cho Sư Thúc mang về. Công pháp thì chọn loại có uy lực mạnh mẽ là được. Lý Trường Thọ không ngẩng đầu lên đáp lại, tiếp tục xử lý dược thảo trong tay. Tiểu Cửu tiến lên trong góc. Chính là như vậy, mùi vị tỏa ra thực cổ quái. Ừ,
chính là nó. Lý Trường Thọ cười. Hắn vừa định tiếp tục cúi đầu làm việc lại đột nhiên nhớ điều gì lên tiếng. Rượu này nữ tử cũng không thể uống loạn. Đây là rượu đặc biệt chuẩn bị cho mấy nam tử. Dương tử, nữ tử uống sẽ xảy ra chuyện. Xoàng. Một cái muôi bị đánh rớt trên mặt đất, rượu văng khắp sàn. Tửu Cửu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Thứ này uống vào sẽ là như thế nào? Uầy, động tác nhanh như vậy. Cái chán của Lý Trường Thọ treo đầy hắc tuyến, nhịn không được cười khổ. Đại khái ria mép sẽ giải ra đó. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập 12 của bộ truyện Hồn Trọng Sư Huynh. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.